Mặc dù còn hơn một ngày nghỉ lễ nữa, nhưng theo ghi nhận, trưa ngày 3 tháng 9 tại bến xe Mỹ Đình đã có nhiều người dân quay trở lại thủ đô để chuẩn bị cho những ngày làm việc sau lễ. Đa số những hành khách xuống Hà Nội sớm hôm nay tại bến xe Mỹ Đình là học sinh, sinh viên và người lao động. Nhiều hành khách cho biết họ chấp nhận nghỉ ít ngày hơn, quay trở lại thủ đô sớm để tránh cảnh tắc đường, kẹt xe. Sáng nay thì em phải đi xuống đây sớm tại vì là chiều em còn phải đi làm nữa. Nên là em phải xuống đây sớm để còn kịp chiều đi. Tại vì là có những cái đợt lễ Tết các thứ thì nó cũng hay tắc đường nên là xuống cũng bây giờ là có những lần là em 11 rưỡi xuống đến đây. Dạ vâng, tại vì là các bạn sinh viên ở trên chuẩn bị xuống để nhập học nữa. Em xuống buổi sáng thì buổi chiều em sợ bị tắc đường. Hôm em về thì đi xe chật kín rồi. Đông. Hôm nay em xuống sớm để em tránh cái tình trạng tắc đường với cả đông người. Cả nhà xa đi nó nhớ đường, nhớ tuyến đường. Mình không đi được, đúng tuyến của nó này. Mình đi được mấy chặng xe không đi được. Theo ghi nhận tại các nhà xe, từ sáng sớm ngày 3 tháng 9 đã ghi nhận tình trạng đông đúc. Đối với các xe chạy tuyến đường dài như Hà Nội, Lào Cai, Hà Nội, Sơn La đã hết chỗ chiều về Hà Nội vì khách đặt từ sớm. Dịp lễ bây giờ cũng đã nghỉ kết thúc rồi, dự kiến là từ ngày hôm nay và ngày mai là lượt khách xuôi nó rất là đông rồi, tất cả người ta đã đặt gần như là kín hết vé, của bán xe anh là đặt kín hết vé, từ bắt đầu từ chiều nay là khách xuống rất là đông, xe kín hết xe. Dịp lễ vừa rồi đấy là công ty anh phải mở bán trước một tuần thì người ta cũng đặt hết, người ta đặt hết, gần đến ngày đi là người ta đặt kín hơn đấy, nếu không đặt trước là không có vé để về. Còn một ngày nghỉ nữa nên là cũng chưa phải là đông cục bộ. Vì có hệ thống của xe của nhà ấy, thì đại loại là đã đủ nhận đủ khách, chỉ còn một số chuyến tăng cường cũng có chạy. Bắt đầu từ sáng nay này, cho nên căng nhất là tối nay, và ngày mai nữa, buổi sáng ngày mai nữa, người ta phải quay trở lại làm việc. Ngày nghỉ nữa, ngày mai ngày nghỉ ngày tối đến đây là buổi tối thì quay đi hết 8 tiếng, đấy là nghỉ buổi tối. Là ngày hôm sau người ta trở lại làm việc. Đối với các xe tuyến gần như Hòa Bình, Hà Nội, lượng khách cũng bắt đầu tăng dần từ sáng nay. Nhiều xe có kế hoạch tăng cường chuyến để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Cũng có một số trường hợp khách gọi đi làm, mai đi làm thì là mai gọi xuống để mai họ đi làm. Thế nào? Có khoảng lăng chiều nay với cả ngày mai là chắc là đợt đông thì là ngày kia học sinh xuống đi nhập học ấy. Thì là chắc là chiều nay có khách rồi, đông khách. Theo dự kiến, từ chiều nay, lượng khách đổ về thủ đô sẽ tăng cao. Cao điểm được nhiều nhà xe dự đoán là chiều tối nay và sáng ngày mai. Nhiều lái xe lo ngại lượng khách tăng đột biến sẽ tái diễn tình cảnh kẹt xe tắc đường như trước dịp lễ.